chúng ta cần bình an lúc này. Qua người bạn, tôi nghe được câu chuyện thật buồn. Khi biết mình nhiễm COVID-19, em đã chọn cách tự tử để thoát khỏi nỗi sợ này. Rồi hung tin ấy lan đến quê em. Nhiều người nơi ấy cũng mất bình an và thêm phần lo lắng. Mợ tôi cũng đã nhiễm virus với rất nhiều hoang mang lúc ban đầu. Mợ chia sẻ, khi được đưa vào khu cách ly, mợ cảm giác khó thở vì sợ hãi đã xảy ra. Mợ đã cố lấy lại bình tĩnh và cầu nguyện để biết mình cần làm gì lúc này. Sau đó, nỗi sợ cũng qua và sức khỏe cũng dần dần tốt lên từng ngày. Tiếc rằng, nỗi sợ, bất an là thực tế mà không ít người mắc phải. Chút chia sẻ dưới đây, hy vọng mỗi người tìm lại chút bình an trong những ngày khó khăn này. Bạn thân mến, con người luôn có tính xã hội và thường bị ảnh hưởng của đám đông. Đó là điều rất tự nhiên mà chúng ta thấy khi đại dịch xuất hiện, ngày càng có nhiều người hoang mang. Nhất là khi gia đình có người là nạn nhân của con virus này, sự buồn bã và lo âu chắc tăng lên gấp bội. Làm sao để tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến là điều không dễ chút nào. Ai cũng thuộc lòng câu, dù ai nói ngã nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiền ba chân. Nhưng mấy ai làm được? Chắc hẳn ai cũng có cách để thích nghi với dịch bệnh. Khi ở nhà, mỗi người đã có những sáng kiến để giữ cho bầu không khí gia đình được bình an. Khi ở khu cách ly, mỗi người cũng cố gắng đón nhận hoàn cảnh và làm theo những hướng dẫn của bác sĩ y khoa. Thậm chí trên giường bệnh, nhiều người cũng cố gắng lạc quan để cộng tác với bác sĩ trong tiến trình chữa trị. Dù virus có đảo lộn mọi thứ, tác động kinh khủng đến mọi khía cạnh của đời sống, nhưng chúng ta cần trấn an, nâng đỡ và cầu nguyện cho nhau, để mong cùng nhau vượt qua thách đố này trong an bình. Bình an là khao khát muôn thuở của con người, nhất là những lúc khó khăn. Không chỉ trong đại dịch lần này, nhưng mọi bôn ba của kiếp người chẳng phải để tìm được bình an đó sao? Chắc ai cũng hiểu bình an là sự yên ổn, êm đềm của cuộc sống, là khỏe mạnh, là thoát khỏi dịch bệnh. Ở đó không có hận thù, sợ hãi và hoang mang. Bình an trong tiếng Do Thái còn có nghĩa là an lạc, hạnh phúc. Người Do Thái thường chào nhau với hai chữ bình an, Shalom. Chào như thế vì họ không chỉ thể hiện tương quan với nhau, nhưng quan trọng hơn, họ có chung một Thiên Chúa là nguồn bình an cho con người. Chúng ta thấy khung cảnh của Đức Giêsu chết cũng không khác nhiều bối cảnh lúc này. Các môn đệ hoang mang cực độ, nơi các ông ở lúc đó đều cửa đóng then cài. Phần vì các ông buồn bã trước cảnh tượng người ta giết thầy Giêsu, phần vì sợ người ta có thể ám hại cả các ông nữa. Tính mạng của các ông không mấy an toàn lúc này. Nếu ở những nơi công cộng, các ông buộc phải cách ly trong hoang mang. Trong bối cảnh đó, Đức Giêsu phục sinh đã hiện ra với các ông. Chúng ta sẽ ngạc nhiên với câu nói đầu tiên của Đức Giêsu phục sinh: bình an cho anh em. Đó không chỉ là lời chào thăm, nhưng còn là nguồn động viên sốc lại tinh thần của các ông. Đức Giêsu biết lúc này các ông thật sự cần bình an. Dù ngoại cảnh có nhiều nguy hiểm, nhưng một khi tâm hồn được bình an, người ta có thể đón nhận được mọi thứ trong thanh thản.
Kết quả là các ông đã mở toang cửa để loan báo tin mừng phục sinh cho toàn dân. Các ông đến nơi đâu cũng nói về câu chuyện Đức Giêsu đã chết và nay đã sống lại. Chính tin mừng ấy trao rất nhiều bình an cho thính giả thời bấy giờ. Bởi thế mà giáo hội sơ khai tuy chịu nhiều bắt bớ, nhưng người con của Chúa luôn cảm thấy bình an để làm chứng cho tin mừng này. Thật đẹp khi trong cảnh khốn cùng này, ước sao nhiều người thốt lên với Đức Giêsu phục sinh: Lạy Chúa, xin ban bình an cho chúng con và toàn thế giới. Thiên Chúa là nguồn của mọi bình an. Bình an của Thiên Chúa không như thế gian ban tặng. Đó là bình an của tâm hồn, của niềm vui nội tâm và của tình yêu giữa thụ tạo với đấng tạo thành. Đó là quà tặng của Thiên Chúa cho những ai đặt niềm tin nơi Ngài. Nói cách khác, Chúa Thánh Thần sẽ giúp chúng ta được một niềm vui sâu xa, một sự bình an bên trong và tự do. Đừng quên, bình an nội tâm là nền tảng của sự bình an trong gia đình, trong xã hội và trên thế giới. Chắc hẳn khi ở nhà quá lâu, sống trong cảnh dịch bệnh kéo dài, nguy cơ mất bình an là có thật. Bởi đó, người ta dễ dàng tìm thấy nhiều lời hướng dẫn hữu ích để tạo cho mình được bình an. Là người Công giáo, chúng ta may mắn có Thiên Chúa luôn trao bình an cho mỗi người. Dĩ nhiên, bình an ấy không dành cho những ai lười biếng ngồi chờ sung rụng. Thiên Chúa đòi con người cộng tác một chút, Ngài hứa sẽ ban bình an thật nhiều. Bằng cách nào? Trong câu hỏi trên, tôi tin ai cũng có câu trả lời cho riêng mình. Giáo hội mời gọi con cái mình cầu nguyện hướng đến đời sống nội tâm nhiều hơn lúc này. Mỗi ngày dành cho Thiên Chúa chút không gian và thời gian để cùng với Chúa vun đắp bình an cho tâm hồn mình. Thật ra, bất kỳ ai liên kết với Thiên Chúa, người ấy đều có được bình an đích thực. Khi có bình an, người ta sẽ biết mình nên làm gì và cần phải làm gì trong thời gian đại dịch. Hãy để sự bình an của Chúa cư ngụ trong tâm hồn của mình và để Ngài cất bỏ những lo âu phiền muộn. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Hẳn là chúng ta được an ủi trước câu hỏi này. Thiên Chúa có định cho con người phải đau khổ và phải chết không? An ủi vì Thiên Chúa không muốn cho con người phải đau khổ và phải chết. Từ khởi thủy, Thiên Chúa đã muốn cho con người sống nơi địa đàng, được sống mãi mãi, bình an giữa Thiên Chúa, mọi người và vạn vật chung quanh. Bình an giữa nam và nữ. Tiếc là khi rời khỏi vườn địa đàng, người ta luôn có nguy cơ mất sự bình an này. Với chủ đề trên đây, hy vọng mỗi người nhắc mình cần bình an lúc này. Thực tế là nhiều người quên mất mình đang sống trong bất an. Cảm giác ấy khó chịu vô cùng. Hãy dừng lại đôi chút để đọc xem điều gì đang diễn ra trong tâm hồn mình lúc này. Nhiều nhà thiêng liêng chỉ cho chúng ta cách để tìm lại được bình an. Hãy giữ tâm hồn bạn bình an. Hãy để Thiên Chúa hành động trong bạn. Hãy đón nhận mọi tư tưởng nâng tâm hồn bạn lên tới Chúa. Hãy mở rộng cửa tâm hồn bạn. Nếu bạn chưa thật sự bình an, hãy tạ ơn Chúa và tiếp tục vui sống với hồng ân của Chúa. Nếu lòng bạn đang biến động giữa xáo trộn vì COVID-19, hãy thử áp dụng vài phương cách như thế cùng với Chúa xem sao. Chúng ta cùng cầu chúc cho nhau để mỗi người đón nhận được lời chúc lành của Chúa phục sinh. Bình an cho anh em. Hy vọng
bình an nội tâm sẽ là sức mạnh để mỗi người cùng với Chúa và với nhau vượt qua những khó khăn, bức xúc và phức tạp của hoàn cảnh hiện tại. Chúng ta cần bình an lúc này và ở đây. Giang tay cầu cùng Chúa giữa đêm trưa, ngàn sao tỏa rằng muôn hương trong dày thế giới. Có bàn tay Chúa tình thương, hương kinh hòa làn gió Chúa ơi. Hồn con tựa nương bên Chúa, tim trong hơi ấm, giấc ngủ triền miên đắm say. Tựa lòng cha quên buốt xa, cho lòng ấm an hòa. Tình từ hiền như con thơ, chút ưu phiền lắng du. Đợi một trái tim khô khan, ngại hay đến trong tâm can. Dạt dào tình yêu bao la, mến yêu ngài thiết tha. Giang tay cầu cùng Chúa giữa đêm trưa, ngàn sao tỏa sáng muôn hương chung vây thế giới. Có bàn tay Chúa tình thương, hương kinh hòa làn gió Chúa. Hồn con tựa nương bên Chúa, tim trong hơi ấm, giấc ngủ chìm miên đắm say. Cuộc đời này như nắng cháy, bao gầy kiếp lưu đầy. Còn lại lời thơ dư âm, tiếng ai người thở than. Một lần đến trong dương gian, ngại hay cất tiếng ca vang. Cuộc đời chừng như hân hoan, tiếng ca mừng Chúa Cha. Nằm tù giam trong bóng tôi, linh hồn thấy rung rời. Mời ngài vào thăm đám con, quên than ngày héo hon. Dục vòng cuốn trôi còn gì, gợi mơ trí say đam mê. Lạy ngài xin thương đánh thức, lúc con còn ngủ mê. Giang tay cầu cùng Chúa giữa đêm trưa, ngàn sao tỏa rằng muôn hương trong vây thế giới. Có
có bàn tay Chúa tình thương. Nương kinh hòa làn gió Chúa ưng, hồn con tựa nương bên Chúa, tiêm trong hơi ấm giấc ngủ triền miên đắm say. Nương kinh hòa làn gió Chúa ưng, hồn con tựa nương bên Chúa, tiêm trong hơi ấm giấc ngủ triền miên đắm say. Thank you.